Ok, xin chào các bạn, và hiện tại thì mình đang có đây một chiếc camera hành trình đến thương hiệu, đó chính là Trendscan. Và như các bạn có thể thấy thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em mở hộp cũng như trên tay để nhận nhanh về chiếc camera hành trình này. Đầu tiên thì về phần vỏ hộp thì như các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ có một số cái tính năng, đó chính là cái camera này thì nó sẽ có cái góc rộng lên tới đó chính là 160 độ, và nó có thể định vị được GPS cũng như là nó sẽ có hai cái lens này, và nó có thể quay lại được những cái hình ảnh cũng như là những cái pha khi mà chúng ta va chạm với xe khác, và đặc biệt hơn nữa thì nó sẽ có thể kết nối được với wifi. Và ở bên này thì nó cũng chỉ có một số cái thông tin chi tiết mà thôi. Vậy nên thì mình sẽ tiến hành mở hộp chiếc camera hành trình này. Và tiếp tục thì ở bên trong hộp của chúng ta, đầu tiên thì các bạn sẽ có đó chính là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng, và mình tin chắc chắn rằng thì các bạn sẽ không sử dụng cũng như là đọc những cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này đâu. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có đó chính là một chiếc hộp màu trắng nữa, thì mình sẽ mở ra để xem bên trong có gì. Và chúng ta sẽ có đó chính là một cái phần mút bằng cao su để chúng ta có thể gắn vào cái phần mặt kính ở trên của ô tô của chúng ta. Và các bạn sẽ có thêm một cái phần nguồn để chúng ta có thể gọi là kết nối cũng như với chiếc camera này với ô tô. Mình sẽ để nó có một bên. Tiếp theo thì các bạn sẽ được tặng đó chính là một cái thẻ nhớ cũng đến từ thương hiệu, đó chính là Trendscan, thì nó sẽ có cái dung lượng đó chính là 32GB. Và cuối cùng nữa thì đây sẽ chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc camera hành trình đến từ thương hiệu Trendscan. Và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em đi trải nghiệm chiếc camera hành trình này để xem thì cái chất lượng video mà nó mang lại thì nó sẽ như thế nào. Anh em hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ. Ok, trước khi đi vào phần trải nghiệm thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái giao diện của chiếc camera hành trình này cũng như là những cái thiết lập ở bên trong chiếc camera hành trình này. Đầu tiên thì như các bạn có thể thấy thì các bạn sẽ có đó chính là một cái phần camera nhỏ ở trên đây, thì nó sẽ là cái phần camera trước này, thì các bạn có thể xoay nó lên tới được chưa là khoảng 145 độ, xoay trước xoay sau đều được. Và cái phần màn hình lớn này thì nó sẽ là cái phần hình ảnh của camera sau thu lại và như ở đây. Thì về phần thiết lập, ở trong phần thiết lập thì các bạn sẽ có ba cái mục chính, đó chính là mục normal này, rồi chúng ta có một cái mục đó chính là gọi khẩn cấp, và một cái phần đó chính là gọi chụp màn hình nữa. Thì mình sẽ thoát ra. Thì đối với cái mục cài đặt thì các bạn sẽ có thể cài đặt được một số cái thông số chi tiết. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể đó chính là chọn được cái độ phân giải của camera hành trình này, thì nó sẽ có thể quay được đó chính là 1080p và 720p. Đó chính là camera sau thì nó sẽ quay được Full HD, còn camera trước thì nó sẽ quay được là 720p. Còn nếu như các bạn muốn nó đỡ tốn dung lượng hơn thì các bạn hoàn toàn có thể chọn đó chính là hai cam đều quay ở độ phân giải đó chính là 720p. Và thoát ra ngoài nữa thì nó còn rất là nhiều những cái thiết lập khác như là exposure, rồi video length các thứ rất là nhiều. Thì ở mục display này thì các bạn hoàn toàn có thể chọn được 3 kiểu như thế này. Và nó còn rất là nhiều tính năng khác nữa thì các bạn có thể mua về để chúng ta có thể trải nghiệm hơn nữa, thì mình không thể giới thiệu hết được ở trong video này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem một số những cái video mà mình đã quay được ở trên chiếc camera hành trình này. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy mặc dù cái video mình đang cho các bạn xem mình đã tua nó lên X3 cho tới X4 cái tốc độ của video, mà cái video nó cũng không quá là rung, cho đến khi mà mình bật nó đến đó chính là ở cái tốc độ bình thường thì các bạn có thể thấy thì nó quay rất là êm cũng như là rất là mượt. Tiếp đến đó chính là về các chi tiết mà camera này thu lại được. Ở trong điều kiện ban ngày thì nó thu lại rất là chính xác cũng như là rất là chi tiết, từ các xe rồi đến các cây cối ở bên đường thì nó quay đều rất là sắc nét. Tuy nhiên cho đến điều kiện ban đêm thì nó quay lại rất là tệ. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên đường các bóng đèn rồi các xe thì nó không hề thấy một chút nào, và nó xảy ra cái hiện tượng được chính là noise. Và về cái điều kiện quay ban đêm thì các bạn có thể thấy thì hai bên đường cũng như là xe cộ đang đi và các bóng đèn thì nó bị noise rất là nhiều. Các chi tiết tái tạo thì nó sẽ không được tốt như ban ngày quay. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải chấp nhận cái điều này, bởi vì những chiếc camera hành trình trong phân khúc 5 triệu thì cái chất lượng quay thì nó cũng xem như vậy mà thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem một số những cái hình ảnh giao thông phải nói là cực kỳ ẩu của người Việt Nam mà chiếc camera hành trình này đã quay lại được.
Và video đến đây là kết thúc. Các bạn có cảm nhận như thế nào về chiếc camera hành trình này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận. Biết đâu thì trong thời gian sắp tới thì chiếc camera hành trình này nó sẽ được lên kệ tại An Phát. Và cái đường link mua hàng thì mình sẽ để phần mô tả bên dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.